321. Cảm ơn cô nhé. Tôi không nghĩ trông cô như thế này cô có thể mạnh mẽ như vậy đâu. Này, anh đừng quên tôi là con gái ông trùm đấy nhá. Mà giờ anh định đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ bọn chúng không để anh yên ổn mà chạy shipper đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chắn là bọn chúng sẽ không tha cho tôi rồi. Mà anh có thích giang hồ không? Sao cô lại hỏi vậy? Tôi thấy anh cũng khá đam mê về giang hồ đấy. Cô nói cái này à? Chỉ là trong phim thôi mà. Nếu anh muốn nó là sự thật thì tôi sẽ giúp anh. Không được. Con đã biết gì về cậu ta đâu. Con có biết hậu quả của việc để một kẻ nội gián ở trong bang sẽ thế nào không? Bố, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Tôi với cậu không có chuyện gì để nói cả. Mời cậu về cho. Cháu xin phép. À, cảm ơn cậu cứu con gái tôi. Và tôi cũng muốn cậu tránh xa Khánh Linh ra. Điều tra xem đó là thằng nào. Thôi, cô vào bên trong đi. Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh. Cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ khiến bố cô thấy tôi có giá trị như thế nào mà. Và tôi làm điều này là vì cô đấy. Vắng khách chỗ phục vụ thế này à? Rượu bố mày đâu?